nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. À, cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao trắng, tại vì đó con quen Hàn Quốc chọn rồi. Trắng thì đoạn trường trắng thì cũng dễ con ơi, sao đâu dân Bình Đại Bến Tre đơn giản lắm. Cao thì có cao, con chỉ đứng cầm dưới nách thôi hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con cũng lạ đó. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Dạ. Dạ. Nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ dạ. Long An là ở đâu? Dạ Cần Đước. Cần Đước hả? À không, Cần Đước thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Hồ trẻ dữ vậy. Dạ. Là sinh năm 2000. 2000, quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn. Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên nỗi đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em. Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em. Cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăn tay che mắt anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Em cảm ơn ạ, em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Yeah. Phải rồi đó. Phải. Tức quá cái trend này trời, phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn khoảng nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy Ngọc Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha, gửi. Trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiểu kỳ cục quá. Con có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Người tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm? Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi.
Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, tao không muốn cưới vậy? Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không. Trời, đó nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao chụp hình liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt lẽ có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Là giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu, năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ôi trẻ dữ vậy. Thục Lan 8 mấy? Thục Lan 8 mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi coi 201 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi. Đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở con chó. Không biết hỏi làm sao luôn. 201 hả? Dạ. Yeah. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó ảnh về Seoul, ảnh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng. Còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Ha. Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con ấm theo nó, tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ lam sùm. Mà chú qua hôm nay. Qua bẩm đi là. Ê, nói vui chứ thật ra mấy đứa nhỏ. Từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người yêu lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm, đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây 1m57 à. Có 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, có 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con Bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi, còn có những cái mẫu hình nó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Dạ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng. Tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết rồi. Trắng thì đoạn trường. Trắng thì cũng dễ con ơi, sao đâu. Đây dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao. Con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi. Dạ. Hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum.
Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Nên giờ thôi con điểm thêm một vài điểm đen đi, cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu được. Nâu, đúng, nâu. Cái này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Con gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Chó chú mày quá. Bởi vì là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ còn đúng màu đen, bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ, chó nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là. Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi. Tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khủng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra, hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ nó ngủ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời. Dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh. Anh nhớ ACO cho nên Yadi Mita. Chào anh, em tên là nickname em là Yadi. Nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yadi. Cứ kêu em là Yadi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà. Nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yadi là dễ thương. À dễ thương. Rồi con thấy bên kia có Jerry không? Con không biết. À con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có. À em cũng hát rap được ạ. Nào. Tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về khoảng cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Cái bài đó thường thường hát đọc rém. Đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây nè, đây nè, đây nè, con coi nè. Nhưng mà con quá thuộc ạ. À. Con phải nhìn cái một đoạn thôi. Jerry chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồ nha con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồ nha con. Để con nhớ lời nhé. Giờ mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm lại điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Hơn được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap, rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Ừ, hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn luôn. Đây. Đây. Con mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Nida ape wa chanane kayo kiyochana noye islam more rechka saye saye nara buruke nerge kako inapa ne more hana macho menle
Love is true. Ok. Rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện như nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ở 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó còn 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Ừ. Thì em muốn hồng anh một tháng anh lên đây bao nhiêu lần? Dạ, một tháng một lần cũng được. À, nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. À. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì 2 lần, 3 lần. Hỏi có em về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái không? Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ, dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, dạ, dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ, dạ. Gửi cái bông cho cô Lan cái đi con. Trời ơi. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè mình tới mình nắm tay bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái. Rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Điều 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Thấy tay anh sao? Tạm gì nắm anh cứ em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, dạch ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không. Dạ, nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Tôi biết rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa. Nó bấm mà tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải, tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn. Mày với lại tóc ngắn anh thấy thích cái nào không? Bởi vì người nhỏ nhắn xinh xinh thì anh nghĩ là tóc hiện tại với em là rất là hợp với em. Ví dụ như tóc tém thích không? Dạ thích luôn ạ. Sao cái nào cũng thích hết vậy? Em dễ thương, em cái kiểu nào cũng dễ thương. Em không sao đúng không? Đầu này kia vẫn được đúng không anh? Ừ, anh nói chung là anh không có quan tâm nó nhiều nhưng mà dù sao anh thích cái tóc đen hơn. Vì sao? Bởi vì người con gái Việt Nam mình da rất là trắng đúng không? Nên tóc đen á nhìn nó kỳ đó nó đẹp. Sai sai chỗ em anh. Em không có phải da trắng nên là quá hơi bị khóc rồi đó. Ủa? Wow. Ồ, dễ thương nữa nha. Nè. Dễ thương chưa? Sao? Anh thấy sao? Trẻ hơn nãy, xinh hơn nãy luôn. Trời, em cảm ơn rồi. Bạn nấu ăn rất là dở chị. Có lần em lần đầu tiên em nấu là em ăn thử ăn không được cái em đổ luôn chị. Em tự nấu tự ăn rồi tự đổ. Dạ dạ. À. Ăn mắc ói luôn. Trời ơi. Trời dữ vậy trời. Lần đó nấu món gì mà ăn mắc ói vậy em? Dạ nấu canh già heo á chị. À. Nấu sao mà nó ói sao nó ra cái mùi gì á chị? Nó không ra cái mùi canh. Ta đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay nhé. Còn nữa hả? Hy vọng là họ vẫn sẽ bấm nút với nhau để đầu năm mình hên. Mời bạn nam. Ồ. Mời đi bạn. Mời bạn nữ.
Rồi, mình làm thủ tục đầu tiên. Năm mới chúc em thật nhiều sức khỏe, thành công. Và đặc biệt năm nay sẽ có tin vui cho gia đình và cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn. Chị cũng thay mặt chương trình gửi tặng em bao lì xì đầu năm. Chúc em năm mới được nhiều sự may mắn, bình yên. Và quan trọng là tình duyên sẽ đến em trong năm nay và đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình. Mời bạn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Dư, 20, năm nay 27 tuổi. Em quê ở Bình Định nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty dịch vụ vận tải quốc tế ạ. Rồi em giới thiệu đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Trường Sơn, năm nay là 29 tuổi rồi. Thì quê em ở Bình Định luôn, cùng quê với bạn nữa bên kia. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Làm gì? Dạ em tên Sơn cho nên em bán sơn anh. Bây giờ hai bạn hỏi về nhau coi Bình Định kìa. Dư ơi, em ở huyện nào em? Dạ em ở Tuy Phước anh. Ở Tuy Phước ở gần nhà anh quá rồi. À, ủa? Anh cũng ở Tuy Phước luôn hả? Anh ở Cát Thắng, em biết Cát Thắng không? Dạ biết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Gặp mặt đầu năm mà thấy cùng quê là thấy vui rồi ha. Dạ. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Anh, điểm mạnh của em thì em biết chăm con nít. Hồi xưa em ở chung với anh, chăm cháu. À. Dạ, cho nên là biết chăm nít. Với lại là dễ nói chuyện, bắt chuyện với lại người lớn khoảng từ 40 mấy trở lên về già thì em bắt chuyện khá tốt. Với lại em xử lý tình huống nhanh. À. Dạ. Ứng xử tốt đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Nhưng còn điểm yếu? Nấu ăn rất là dở chị. Có lần em, lần đầu tiên em nấu em ăn thử, ăn không được cái em đổ luôn chị. Em tự nấu, tự ăn rồi tự đổ. Dạ dạ. À. Ăn mắc ói quá. Trời ơi. Tại dữ vậy trời. Lần đó nấu món gì mà ăn mắc ói vậy em? Dạ nấu canh già heo á chị. À, mà nấu sao mà ra dạ, mắc ói? Sao nó ra cái mùi gì á chị, nó không ra cái mùi canh. Trời ơi. Rồi bây giờ đã cải thiện hơn chưa? Chắc là được chút xíu á chị. Trời giờ không dám nấu lại món đó, em chỉ dụ như là luộc rau, luộc trứng, kho cá vậy thôi chị. Chứ còn mấy món kho cá được hả? Dạ kho cá được. Vậy cũng mừng rồi. Dạ. Dạ bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Dạ ưu điểm của em thì có thể hỗ trợ được bạn gái là nấu ăn rất là ngon, tính tình vui vẻ, hòa đồng, hiền, cảm dễ gây thiện cảm cho người đối diện khi tiếp xúc. Nhược điểm thì bởi vì ở một mình cho nên là ngày bình thường đi làm về bữa nằm mệt thì giày dép quần áo không được đúng chỗ. Cuối tuần hay xem phim coi truyện khuya chẳng hạn, 1-2 giờ sáng thì sáng là ngủ nướng, xong cái ăn sáng thành ăn trưa luôn, thành 2 trong 1, đỡ tốn tiền, khỏe. Tính gọn quá ha. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình thì ưa nhìn từ 1m65 trở lên, hơi mập mập một xíu ạ. Bạn trai cao nhiêu em? Em cao ít lắm chị ơi, gõ 1m77 thôi ạ. Trời, được không em? Dạ được. Dư quá không? Cao quá em thích lắm chị. Vậy hả? Dạ. Sao vậy, cao quá cũng khập khiễng mà. Không, dạ, em thích người càng cao càng tốt, em thích lắm. Vậy hả? Dạ. Rồi, vậy cao được to đẹp trai là được. Dạ. Cao to đẹp trai, nãy này ta mới có cao. Có luôn em, có luôn. Có luôn hả? Đó, chị thấy không? Tự tin rồi. Quá. Bán sơn mà đâu sợ xấu đâu sợ. Yes. Kẹt quá sơn thôi. Còn gì nữa? Với lại là em thích tính cách thì phải vui vẻ, nói chung là hơi lầy lầy một chút ạ. Bao vui luôn em. Dạ. Ví dụ như đi chơi với hội bạn của em hoặc là với ảnh chẳng hạn. Ví dụ như bạn em hoặc bạn ảnh hơi tíu tíu vui vui lầy lầy thì anh cũng phải lầy lầy theo chứ đừng có ngồi im một đống là em không có thích ạ. Anh lầy hơn đúng không em? À, đừng có lầy quá quá lố anh. Cái gì em kìm lại giúp anh nha, chứ anh lầy lắm á. À, em có khi em kìm chưa được em. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Keo kiệt đó chị, tính toán quá em không có thích, không hút thuốc. Hỏi anh thử coi anh có hút thuốc không? Anh không hút, anh chỉ biết nhậu thôi. Nhậu nhiều không anh? Anh yếu lắm, anh nhậu khoảng 3-4 chai à, sung sung có hứng thì anh nhậu được 1 thùng. Nhưng mà hồi nhỏ giờ chưa hứng lần nào hết á. Vậy hả? Vậy chắc anh gặp em là anh có hứng rồi đó. Hy vọng vậy. Bạn trai thì sao? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m55 trở lên là được. Da trắng, mặt dễ thương. Cùng quê thì tuyệt vời hơn. Thì cùng nhau về quê rất là tuyệt vời. Tính cách thì hiền lành, dễ thương. Nhìn phúc hậu, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Vậy là ok. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Bạn gái là ích kỷ, suy nghĩ bản thân quá nhiều. Và cái thứ hai là không thích bạn nữ có hình xăm. Xăm bên mình, nhưng mà cho xăm bên tay một chút tẹo thì ok. Có xăm gì không em? Dạ không, em có xăm chị. Bây giờ người ta hơi đen chút được không? Không trắng. Không vấn đề gì chị ơi. Mặt mày, tóc tai, mắt, mũi, miệng. Nhìn thấy thương là được chị, không quan tâm mấy cái khác. Cho em hỏi xíu nha chị. Rồi hỏi đi em.
Anh cho em hỏi là anh có thích bạn gái tóc ngắn hay tóc dài hay như thế nào không anh? Nói chung anh không quan trọng là em tóc ngắn dài, miễn là hợp với khuôn mặt em là được. Tóc là được rồi. Vậy anh? Được hết, em muốn cạo luôn cũng được mà. Hả? Ông nhớ nha. Ông nhớ ông nói là cạo luôn cũng được nha. Chào chị. Trời ơi. Thì do khuôn mặt thôi mà. Vậy hả? Nhìn gương mặt thì thích thôi mà. Như khuôn mặt của chị là tóc gì rất là đẹp. Không, chị định cạo đó em. Ê, nhưng mà coi có tóc không? Chuyện của người ta mày coi chứ. Họ bên kia có tóc không? Có. Đừng có đụng chuyện tóc tai. Bên kia thích tóc dài hay tóc ngắn? Thích thôi. Hả? Tôi nghi quá. Kệ tôi. Thôi. Rồi ok, vậy được bí thôi. Bí mật. Mình định lập nghiệp trong này luôn hay là về quê? Sao em nghĩ công việc trong này đang tốt, nghĩ ở đây luôn. Khí hậu đồ tuyệt vời. Cho nên là em nghĩ ở đây là tuyệt vời nhất. Nhưng mà ba mẹ ở quê, ba mẹ có muốn là tìm một con dâu là như thế nào không? Như ba em nói, mày chỉ cần kiếm vợ dễ thương như má mày là được. Dạ. Được ha. Dạ, mà má em dễ thương lắm, mà đẹp nữa. Đẹp nữa hả? Dạ. Rồi, vậy chúc mừng em, bên này dễ thương lắm. Dạ. Để anh Quang kiểm tra coi bên đó như thế nào nha. Dạ. À, chào em rồi, dễ thương rồi nha. Dân Bình Định đi roi múa quyền ha. Em có ý định sau này về anh đánh chồng không? Dạ không anh, em sợ đánh chồng, chồng đánh lại em lắm anh. Đánh cũng có lại không bên đây đâu. Bự con lắm. 1m70 mấy rồi. Em thích rồi đó, em thích. Thích không? Mà hói được không? Được chị, miễn sao thương em là được rồi chị. Hói không phải quan lo, em có mask hair ở đây rồi. Hay quá. Được rồi đó, em cũng dễ thương nữa. Được, đàn trai đi. Chịu bên đàn gái rồi nha. Đàn gái ngon. Hôm nay em đi với ai nè? Em đi với bạn cùng phòng của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Thì nhân dịp năm mới thì em còn chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Và bạn Dư thì tụi em chơi với nhau từ hồi nhỏ tới giờ rồi. Thì tính của bạn rất là thẳng, rất là tốt tính. Mà cũng hơi tưng tưng nữa. Trời. Rồi vậy em thấy anh chàng bên đó như thế nào nè? Em thấy nhìn thì cũng hợp với bạn em. Thì em thấy được. Được. Rồi dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Sơn đi với ai Sơn? Dạ em đi với bố mẹ và anh trai. Có bố mẹ anh hả? Trai nữa ha. Hai ngày hôm nay thì vợ chồng tôi đi từ Bình Định vô đây. Dạ. Trước hết là tôi xin chào tất cả quý khán giả với anh chị. Tôi thì có 4 người con. Nhưng mà lập gia đình hết 3, còn mình Sơn thôi. Cho nên là cũng trông con cho nó sớm thành gia thất. Cũng mong sao là bắt đầu từ hai phía để trên cơ sở là tiến xa hơn nữa. Xin hát. Dạ, cảm ơn bác ạ. Anh trai có ý kiến nè. Em là anh trai của Sơn. Bạn nữ thì cũng rất là dễ thương. Nhưng mà về vấn đề khuyết điểm không biết nấu ăn thì có mẹ của em. Đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Và nấu, có thể nấu tổ chức bàn tiệc cho tới 4-50 bàn cũng được. Dạ. Cái khuyết điểm đó chắc là được sửa đổi một ngày sớm nhất thôi. Mong hai em có một cuộc hẹn hò tốt nhất. Nếu như Tết nay mà được qua lại thăm hỏi nhau thì đó là điều tuyệt vời nhất, đúng không anh Quyền Linh? Đúng rồi. Duyên thì có rồi, chúng ta chỉ chờ nợ nhau thôi. Còn nếu không nợ thì mượn tiền liền ngay đây. Có nợ kéo màn lên. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Anh kinh doanh thì cuối tuần anh có được nghỉ hay là như thế nào anh? Cuối tuần thì anh được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Anh làm giờ hành chánh. Còn em? Em cũng làm theo giờ hành chánh thôi ạ. Hiện tại thì anh làm ở đây, nhưng mà sau này thì có phải bị điều đi chỗ này chỗ kia không anh? Không em, anh chịu trách nhiệm ở miền Nam á, đi Vũng Tàu, Phan Thiết, xa lắm mà Bình Thuận thôi. Mà đi trong ngày 1 ngày 2 ngày thôi, không có nhiều lắm. Em ở nhà cứ nấu cơm anh về ăn là được. Anh chịu em nấu cơm để anh ăn không? Anh nãy nghe em nói được món cá đó với món rau muống á, anh thích ăn hai món này lắm á. Ăn quanh năm suốt tháng em đó, ăn đi. Rồi anh có thích gặm xương không? Anh thích ăn xương hay ăn thịt? Em nấu canh cái gì giò heo đi, anh ăn cho anh gặm được hết á. À vậy hả? Em thích gặm xương không? Dạ thì em cho anh câu hỏi đó nha, anh muốn thử món đó đó. Dạ. Anh có thích người phụ nữ giống như là đổi mới này kia, rồi làm về vấn đề làm đẹp này kia thì anh thấy có, anh rất là hoan nghênh vấn đề đó. Người ta nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Sau này anh có sang hay không là anh nhờ em. Dù như em để tóc dài với lại tóc ngắn thì anh thấy thích cái nào hơn?
Bởi vì người em người nhỏ nhắn xinh xinh thì anh nghĩ là tóc hiện tại với em là rất là hợp với em. Vậy ví dụ như tóc tém thích không? Dạ thích luôn ạ. Sao cái nào anh cũng thích hết rồi vậy? Em dễ thương, em có kiểu nào cũng dễ thương. Em không sao đúng không? Đầu này kia vẫn được đúng không anh? Ừ, anh nói chung là anh không có quan tâm nó nhiều, nhưng mà dù sao anh thích cái tóc đen hơn. Vì sao? Bởi vì người con gái Việt Nam mình da rất là trắng đúng không? Nền tóc đen á, nhìn nó kỳ đó nó đẹp. Sai sai chỗ em anh. Em không có phải da trắng nên là nó hơi bị khớp khớp chỗ đó. Không, da em cũng thử anh cho lên đó. Không, nhưng mà mặt rất là xinh. Đại bây giờ xíu. Bạn gái có một món quà này tặng bạn trai. Bây giờ bạn trai tạm thời xoay mặt qua bên kia đi. Gì vậy? Ủa? Ủa? Quà. Ồ, dễ thương nữa nha. Nè. Dễ thương chưa? Sao? Anh thấy sao? Trẻ hơn hồi nãy, xinh hơn hồi nãy luôn. Thầy em cảm ơn ạ. Bạn trai cũng có món quà đặc biệt luôn. Em xoay lại, xoay lại, xoay lại. Quay lại. Em thấy lại lại giống em rồi nè. Nè. Đó. Vuốt lại cho đàng hoàng coi. Kệ nó, để con sao để vậy đi. Rồi, mời rồi em quay qua. Quà tặng em. Anh hơi ít tóc thì anh cũng đâu dám nói tóc tai gì đâu. Đó, giờ con người thật với nhau hết rồi đó. Em thấy sao? Em thì không quan trọng lắm về ngoại hình. Chủ yếu là bên trong. Nếu như mà thương em, thực sự thương em thì cái gì cũng ok. Dạ. Quan trọng phụ tùng thôi. Bây giờ hát tặng bạn gái bài gì đi? Anh hát bài này chắc là hợp với là đứa mình Tết này về quê. Theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một bề đê, có hàn tre du lị chiều về. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo liều chân mái siêu. Kìa gian ai như gian chị, gian mẹ tôi. Hai bạn rất là đồng điệu với nhau. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó. Đúng rồi. Những cái suy nghĩ từ con tim của mình nha. Khi gặp em á, thì anh, cái ngoại hình của em anh nhìn thấy rất là dễ thương, hơn mẹ anh luôn. Trời ơi. Còn về cái tính cách á, nãy giờ mình tìm hiểu, mình nói chuyện với nhau, thì nói chung là thấy em cũng lầy lầy giống anh, cho nên thấy cũng hợp tính với nhau. Thì anh hy vọng là mình hãy cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn. Dạ. Hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa. Bấm nút là bấm theo con tim. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Đây là những vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn đi xem phim để yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Cảm ơn chị. Thủ tục là gì? Chúc mừng hai bạn cố gắng tìm hiểu nhau và sớm báo thiệp mừng cho chúng tôi nha. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt và du xuân nào. Chúc các bạn hạnh phúc. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn Nữ. Rồi, hai bạn đã ngồi đi rồi. Lì xì đầu năm. Yeah. Năm mới phát tài phát lộc nha. Yeah, cảm đặc ơn. Biệt là năm mới nay mình có tin vui. Yeah. Có người yêu. Yeah, cảm ơn anh Linh rất nhiều. Bên đây yeah. Bà Mai cũng bắt chước ông Mai luôn. À, chúc em năm mới được nhiều sức khỏe nha. Dạ, năm nay có tình duyên mới nha. Dạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu đi em. Em tên gì? Em tên là Diễm Hương, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Thuận An, Bình Dương.
Dạ, nghề nghiệp hiện tại của em thì hiện tại em đang làm chuyên viên pháp lý. À, bạn trai giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Hoàng Trọng Việt Dũng, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại là kỹ sư cầu đường và em đang công tác tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 mà xuống Bình Dương thì cũng gần đúng không em? Cũng gần. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em á là em rất là thích nấu ăn và nấu rất là ngon chị. Rất là ngon. Dạ. Em nấu ngon nhất là những món gì? Đặc sản gia truyền món em gia truyền nấu được 3 đời rồi chị. Đó là làm món chả nướng đó chị. Chả nướng là cái gì trong đó em? À dạ, đầu tiên á là mình phải mua thịt thân á chị, về cái mình luộc xong mình xé ra như là chà bông á chị. Mình bỏ gia vị gồm có tiêu hột, tiêu sai, hành tím, hành tây mình bầm nhuyễn ra chị, với trứng tôm khô nữa. Nghe sau đó mình đem đi nướng lên. Nướng lên. Dạ. 3 đời đó hả em? Dạ. Xuất sắc. À, đó là những cái ưu điểm, còn mình có khuyết điểm gì không? À, dạ, nhược điểm của em á là lúc mà gặp lần đầu tiên á thì em hơi nhút nhát, em không có dám ở nhà một mình chị, em không có ngủ một mình được. Sao vậy? Em không biết nữa, từ bé tới lớn thì giờ em ngủ dạ. Hiện giờ em dạ. đang ngủ với hiện ai? Tại em đang ngủ chung với mẹ với cháu gái em. Yên tâm, sau buổi hôm nay sẽ có người. Dạ lo. Anh ơi, sao em? Anh làm kỹ sư cầu đường gì, anh có hay thường xuyên đi công tác không anh? À, anh chủ yếu anh ngồi ở văn phòng anh làm việc em ơi. Anh có đi đêm không anh? Có, lâu lâu anh cũng hay đi đêm. Về nhà ngủ không? Nếu mà anh đi đêm thì một là anh phải dắt em theo, còn hai là anh phải tranh thủ về sớm, chứ nếu không có anh chắc em ngủ không được á. Ờ, anh bảo vệ, anh bảo vệ. À, dễ thương quá. Rồi, còn em trai em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là em rất là thích hip hop. Hip hop hả? Dạ. Em chơi hip hop từ năm lớp 8. Ừ, vậy đó hả? Dạ. Hồi mở màn lên biểu diễn cho bằng nữ dạ, coi dạ, luôn nha. Dạ dạ. À, rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính trong công việc. Bây giờ cũng khắc phục được phần nào. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai tính cách á là hiền lành, vui vẻ và phải biết yêu chiều bạn gái chị. Rồi, có cái gì nữa không? À, em không thích mấy bạn trai mà bụng bự nè chị. Đầu hói nè. Hút thuốc nè. Tôi nghe có tiếng bước chân. Tròn tròn xíu chị. Bụng bự nói sao mà không thích? Tại vì em người nhỏ anh, thí dụ như em ngồi phía sau xe anh đó, em không thể nào ôm hết nguyên người anh được. Bụng bự á, dạ. Tao khoái ôm lắm. Ôm nó ấm. Rồi đầu hói mắt mới vậy đó. Nhìn nó không có đẹp anh. Trời ơi, đầu hói đẹp. Mấy người mà người ta gọi là thành đạt đó thì ta suy nghĩ nhiều quá, nó hơi rụng dài cọng. Hói là thông minh nha em. Anh thiệt á, anh không hiểu tại sao phụ nữ lại không thích hói. Bây giờ hói là xu hướng, bụng bự là thời trang. Anh hiểu không? Nhớ câu này nha. Rồi em có một cái gọi là mẫu hình nào không? Em thích một người giống như anh Quyền Linh vậy đó anh. Ủa? Vậy là chuẩn rồi đó. Đúng anh hả? Dạ. Anh này hơi giống giống á. Được. Là mẫu người giống anh Quyền Linh. Khoái rồi, khoái rồi. Đầu năm ông Mai được khen là khoái rồi. Bây giờ hơi ớt tóc. Chào em. Chào dữ tụi. Chào em. Tướng con bự á. Tướng tá cũng giống anh Quyền Linh quá ha. Dạ. Bự ha, ngon lành ha. Rồi, mình đã tính tới chuyện lập gia đình chưa? Dạ, giờ tính rồi chị. Tính rồi hả? Dạ. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ, cỡ năm nữa. Một năm. Dạ. Có được cái gì rồi? Tức là tiền đám cưới thì có ba lo. Trời ơi, sướng vậy, lớn gì không tự lo mà để ba lo. Không, cho mượn thôi, bắt đầu làm trả. Thứ hai là để dành tiền để sau này mua nhà ở đây. Để dành chưa? Đang để dành. À, đang để dành, để, được để dành. Mà ba, mượn ba sao không mượn mẹ? Mẹ dạ. Dễ, mình mượn mẹ đi. Dạ, mẹ cũng cho ít nữa. Cho, dạ. Ba là cho mượn mà mẹ cho luôn đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. Biết ngay mà, trời ơi, mấy mẹ thương con trai lắm. Dạ. Được ha. Dạ. Rồi, chị hy vọng hôm nay hai đứa hợp. Bây giờ mình nghe ý kiến của gia đình đi ha. Em trai đi với ai? Dạ, em giới thiệu là mẹ em đi chung với mẹ em ở Vũng Tàu lên. Vũng Tàu lên. Vũng Tàu lên. Chào cô. Chào cô. Chào anh Quyền Linh. Chào. Dạ. Dạ, chào chương trình. Nãy giờ thấy con dâu tương lai bên kia thế nào? Dạ, trước hết cho em muốn bắt tay con dâu tương lai, bắt tay bạn gái của Việt Dũng. Dạ. Dạ, cảm ơn chương trình. Chào con. Chào bác. Chào con. Dạ. Mẹ chồng vậy là không có khó đâu em. Nhìn bắt mẹ chồng là thấy dễ rồi đó. Thứ nhất là cháu làm về ngành pháp lý, là cháu bảo vệ công lý cho cuộc đời này, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Rồi qua cái cách mà nói với cháu là cô mắc cỡ, là vì cô không biết nấu ăn. Không biết làm món gì hết. Cô rất là bụng bề, ngoài biết luộc rau lang thôi. Chắc có lẽ cái cảm nhận á, cái cảm nhận là 70% là cô thấy tụi con là một đôi bạn đấy.
Còn tình yêu á, là duyên phận, mà vợ chồng là duyên nợ. Dạ. Hôm nay tụi con đến đây đó là duyên phận. Nếu mà cô gặp con thì cô phải nói như thế này. Good. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn good rồi đó. Good rồi ha. Ừ. Thoải mái rồi. Dạ. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em bữa nay em đi chung với anh chị hai em, mấy chị đồng nghiệp với lại hội bạn thân của em chị. Dạ đi đông quá ha. Dạ. Nguyên gia đình luôn ha. Dạ đây là chị hai, còn em là đồng nghiệp của bé Hương. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào toàn thể trường quay. Bé Hương là công việc thì rất là thông minh và lanh lợi, biết kính trên nhường dưới, về mặt nữ công giao chánh thì rất là tuyệt vời. Còn về bạn trai thì nói chung hồi nãy cô cũng đã bên hai cũng đã nói rồi là lấy nhau thì là cái duyên nợ. Cho nên là hôm nay cũng mình có duyên gặp nhau thì hai đứa cho cơ hội tìm hiểu. Còn tiến tới được với nhau hay không thì thời gian rồi trả lời. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt ha. Tụi ta trò chuyện xem có nợ với nhau hay không. Kéo màn. Tên bạn này. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng em. Dạ. Dạ. Bây giờ đầu tiên á Dũng thể hiện những cái gọi là thế mạnh của mình cho bạn gái xem đi. Dạ dạ, bây giờ em xin rap một bài cho em sáng tác. Mới suy nghĩ ra. Rồi, hay quá. Hay quá. Vô, anh đã đi rất nhiều nơi, anh đã gặp rất nhiều người, nhưng làm sao anh không gặp được một nửa của cuộc đời. Em đó chính là em đó, một nửa của cuộc đời của anh đó. Yeah, người con gái rất là xinh. Hôm nay là ngày Tết, anh chúc em lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi trẻ. Chúc anh Quyền Linh và chị Cát Tường lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ. Yeah, anh là ai? Anh là Dũng, anh đến từ Vũng Tàu có biển xanh và cát vàng. Anh muốn đường cùng em về vùng biển vàng. Mình sẽ sống những ngày hè trong nắng dưới bóng vừa là lời đó. Em anh hát có hay không? Anh hát như là bay, anh hát làm cho em say, say cứ men tình ca. Hay quá. Em cảm nhận như thế nào em? Hả? Dạ. Trước giờ là em chỉ mới được nhận thư tình thôi chứ chưa bao giờ được ai hát tặng trực tiếp á, nên em cũng mới chế rồi đó. Dạ. Ha. Yeah, yeah, yeah. Hôm nay Dũng hát hay quá. Yeah, yeah. À các được. Yeah, yeah. Hai đứa nói chuyện đi. Yeah. Thì không biết em đã muốn có chồng chưa? Nếu mà chưa muốn có chồng thì em chưa có tham gia chương trình này đâu anh. À dạ. Người ta nói lấy vợ khổ lắm á. Riêng anh nghĩ là lấy vợ rất là sướng. Lúc đó về không còn cô đơn nữa. Giống như anh bây giờ về cô đơn lắm. Nhưng nên... anh sao có sợ bị quản lý không anh? Quản lý đừng có gắt quá được em. Vừa. Em có hay thích đi phường không? Đi xa dạ đi. Không, tại vì mẹ em cũng khó lắm. Dạ. Quản lý thời gian rất là chặt chẽ. Sau giờ làm ở cơ quan thì thường em chỉ về nhà thôi chứ không có đi hết. Còn nếu mà đi á là mẹ em sẽ chở em đi. Vậy hả? Chết rồi. Áp lực quá. Tức là hồi xưa giờ là mẹ em chở em đi học không luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Trời. Không sao. Bây giờ nè, anh có ý là yeah. Mẹ chở bạn gái đi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chở mẹ theo. À. Đó, mẹ em sẽ làm việc về phụ huynh. À. Còn em về làm việc về học sinh. À. Ý tưởng hay anh ơi. Good idea. Thôi bây giờ vậy, bạn trai hồi nãy nói nhảy hip hop gì đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ đúng. Nhảy thử cho mọi người xem, cho yeah. Biểu diễn cho bạn gái xem. Tướng bự chứ cũng làm gọn lắm chứ bộ. Đấy, cái này cũng quá đa tài lắm rồi nha. Đó, tại vì cái sàn này là khó nhảy mà cái chỗ này nó hẹp nữa. Mà nhảy như vậy là quá dữ. Cái bụng tuy bự nhưng mà đưa lên không, xoay vòng vòng. Thiệt là hay. Chúng ta chỉ còn 30 giây. Chúng ta nhìn kỹ vào mắt nhau. Nói một câu gì đó thật nhất trong lòng mình lúc này. Mình nghĩ gì về đối phương hoặc là cảm nhận của mình như thế nào. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không nha.
Xin mời hai bạn. Em gái nói trước đi. Bạn trai thở một chút. Em thấy anh này có nhiều tài lẻ lắm anh. Giỏi. Anh có nhiều tài lẻ nhưng tiền anh tiền trắng không à. Khỏi lo rồi. Tới em trai. Thì anh cũng hy vọng là em sẽ đồng ý làm người yêu của anh. Và chúng ta sẽ đi xa hơn. Vậy thôi. Dạ. Rất dứt khoát. Gọn ghẻ vậy. Ngày anh quá. Hy vọng em sẽ là người yêu của anh. Rồi, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Nhắm mắt lại suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Xin mời bạn. Em có bấm không chị? Hả? Muốn xỉu. Muốn xỉu. Nhảy không mệt mà không bấm cái muốn xỉu luôn. Em tưởng đứng luôn á. Dạ. Bạn gái cũng hoảng hốt ha. Lò đấy. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Trước mọi người nha. Chúng ta nói những cái gì chúng ta phải giữ tất cả những điều đó. Yeah. Bởi vì cái băng hình này không có xóa đi được đâu. Yeah. Đây là món quà dành cho các bạn. Những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nơi đây lãng mạn trữ tình lắm. Cảm ơn mọi người. Xin phép chị gái mình làm thủ tục đầu năm đi. Nói gì? Xin chưa? Cho phép em làm khai trương đầu năm. Khai trương cái gì? Khai trương cái gì? Trời hung, hung mà nó kêu khai trương luôn. Xin phép cho anh hung. Thôi em làm anh. Dứt khoát quá làm. Má đàng hoàng chứ. Hôm qua gọi đầu bằng dầu dừa đó. Thôi, má đàng hoàng, hung má đàng hoàng. Dán tóc lên. Ừ, nhẹ nhàng là tóc, đó đó chưa. Dễ thương quá.